Ngày 26 tháng 5, Trung tâm Công viên Cây Xanh Huế đã tiến hành dời xà cừa cổ thụ số 59 trên đường Lê Duẩn, đoạn trước khu vực di tích Nghinh Lương Đình, đến công viên Phú Xuân 2 dọc bờ sông Hương. Việc di dời cây xà cừa này phải điều động 3 xe chuyên dụng, trong đó có một xe cẩu loại lớn, 15 công nhân và họ phải làm việc khá khoa học, cẩn thận trong nhiều giờ. Đến đầu giờ chiều nay, cây xà cừa này mới được đào bới hoàn tất, cẩu lên và vận chuyển đến vị trí trồng mới cách đó chừng 150 mét. Cây xà cừa cổ thụ được di dời lần này có tuổi đời gần 150 năm với đường kính trên 1 mét. Chiều cao của thân cây còn lại chưa tới 20 mét do trước đó đã bị cắt vì sợ ngã đổ. Trả lời câu hỏi vì sao việc di dời cây cổ thụ lại phải tiến hành vào mùa hè khi thời tiết không thuận lợi cho việc trồng cây, ông Lê Như Chinh, Giám đốc Trung tâm Công viên Cây Xanh Huế, Thừa Thiên Huế cho biết, cây xà cừa này trồng trên vỉa hè đã bị nghiêng ra lòng đường Lê Duẩn nên dễ đổ ngã. Việc sử dụng hệ thống chống giữ cũng không khả thi vì cản trở phương tiện lưu thông, nguy hiểm cho người đi đường. Vì vậy, việc di dời cây xà cừa này phải tiến hành ngay để đảm bảo an toàn giao thông, giữ gìn cây cổ thụ cho hệ thống cây xanh đường phố Huế. Cây xà cừa này có rễ cám khá nhiều, vị trí trồng mới cũng khá mát vì xung quanh có nhiều cây lớn. Chúng tôi phải sử dụng vải bó ở thân cây để giữ nước, thực hiện kỹ thuật chăm sóc đặc biệt nên khả năng sống phát triển cũng không có gì khó khăn, ông Chinh cho biết thêm. Trước đó vào năm 2020, Trung tâm Công viên Cây Xanh Huế đã di dời và cứu sống thành công xà cừa cổ thụ số 13 cạnh cây số 59 bị bão làm gãy đổ.